Hôm nay cho nói một tí bức xúc về cái việc rap bây giờ nhé. Có rất là nhiều thằng rapper trẻ bây giờ. Các bạn là đàn ông, ok? Vấn đề ở đây là các bạn muốn đi đích người này người kia, kiếm mấy thằng rapper khác mà đích. Đằng này các bạn đi đích con gái, bó tay. Nếu các bạn chịu để ý những trận rap battle ở trên thế giới á, hay là ở Việt Nam trước kia á, thì chỉ có nữ đấu với nữ hoặc nam đấu với nam, chứ không bao giờ có cái vụ nam đấu với nữ hay là nữ đấu với nam. Mình không biết tại sao khi về Việt Nam các bạn lại làm cho nó trở nên sai lệch như vậy. Mình thấy các bạn đích con gái, mình vô mình nói lịch sự, ok, mình nói là cái bài này cũng ok, nhưng mà anh cảm thấy là em đích một đứa con gái như vậy không có lý do thì không có tốt. Khi nào mà người ta có lý do gì đó quá đáng thì có thể chấp nhận được, nhưng mà em đích là vì em muốn kiếm fame thì anh cảm thấy là không có nên. Nếu em muốn đích thì qua đích anh này. Khi mà Hải bình luận như vậy, có nhiều thằng không biết phải fan của cái thằng kia không, hùa vô chửi này nọ, nói Hải phán kiểu tầm bậy này nọ. Có đứa nói Hải là mày là cái gì mà bắt người ta phải đích mày. Ồ, mấy đứa nói vậy thì khác nào mấy đứa nói cái thằng đó nó đích con đó là vì nó muốn kiếm fan. Tại vì con đó nó nổi nên nó muốn đích con đó là vì nó muốn kiếm fan, đúng không? Muốn kiếm fan mà đi đích con gái hả? Ở đây nè, cho dù chúng ta sống ở ngoài đi nữa, chửi thắng một đứa con gái thì mấy đứa được cái gì? Mấy đứa thắng một đứa con gái thì được cái gì? Trong tất cả cuộc thi, thắng một đứa con gái không có mang lại cái vinh dự cho đàn ông đâu, ok? Nhưng mà thua thì lại nhục. Rapper nữ người ta thua rapper nam nhiều thứ lắm. Thua ở cái chỗ sáng tạo nè, chiều sâu. Nói chung là những rapper nữ người ta chỉ kiểu bắt chước những rapper nam thôi, chứ người ta không có cái sự sáng tạo ở trong rap nhiều. Bằng chứng là người đầu tiên rap là nam. Khi về Việt Nam cũng vậy, cũng là mấy thằng rapper nó đi trước rồi mấy cô gái mới đi sau. Suboi hay là Linh Lam đồ bắt đầu đi sau này. Và đến cả những cái skill ở trong rap, vần đôi, vần kép, ẩn dụ, punchline, tất cả những cái đó đều do cái thằng rapper nam nó nghĩ ra trước rồi mấy người nữ mới bắt chước. Mà cả cái kiểu mà flow nữa, flow trap hay là gì đó, cũng là do rapper nam người ta rap trước rồi mấy đứa con gái nó mới học theo. Đi đấu với một đứa con gái mà các bạn thắng cũng đéo có cái mẹ gì hay hết, trừ khi người ta đích các bạn hay là người ta chửi các bạn, người ta muốn chơi thì các bạn rap lại ok. Còn cái này tự nhiên người ta không có làm gì, mình đi đích mình kiếm fame đã vậy rồi, còn mấy cái thằng fame điên nữa nó hùa theo. Bởi vậy mình mới nói có thể trong mắt tụi em anh không có là cái gì, nhưng mà em là cái gì, tụi em là cái gì, cũng chả là cái gì. Đi mấy cái đích ảo cũng chả là cái gì cả, ok? Khi nào chúng ta làm được một cái gì đó rồi chúng ta hãy nói câu đó. Ừ, mình nói người ta là cái gì trong khi mình cũng là cái gì đâu. Mình thua người ta mà mình nói câu đó làm gì, đúng không? Rồi mình nói nó là mày là đàn ông mà mày đi ủng hộ mấy cái thằng đi chửi con gái như vậy hả? Dùng những từ ngữ rất là thô tục. Thường thường mấy thằng rapper mà nó đi chửi mấy đứa con gái thì nó dùng mấy cái từ rất là ghê gớm, rất là thô tục. Nói chung là rap đích nó mang tính chất ghen chửi, nhưng mà chúng ta không có kiểu chửi cái kiểu bẩn. Điển hình những rapper mà mình thấy rap mà rất là bẩn là Keyben, rồi tới Skyler, Phúc Ray, bây giờ đến thằng này nữa. Và một cái bình luận nhảm nhất là của thằng Duy Vũ này. Anh không biết em là ai, nhưng mà em nói anh đang phá không chịu đóng góp cho cái rap Việt này á, thì em là cái người sai nhất mà anh thấy. Theo như em, rap Việt này phát triển bằng cái cách đi đích mấy đứa con gái như vậy hả? Hả? Như vậy là phát triển hả? Hay là như anh phải đi hướng dẫn từng thằng để cho nó đi một con đường nó đúng nhất? Còn bản thân em nè, cái tuổi đang chơi game, ăn bám cha mẹ mà cứ thích dạy đời người khác. Ok, anh cho em Facebook của anh đó. Em nhớ vô Facebook của anh rồi nói chuyện hổ báo với anh. Ok, dùng Facebook thật nha. Em dám vô thì dám nói, ok? Nếu mà anh nói như vậy không có phải đóng góp thì tụi em chửi anh có giống như đóng góp không? Cái này anh nói cho tụi em hiểu, muốn việc rap này nó tiến bộ, tụi em cần làm gì? Bỏ đi cái thành kiến của những người nào mà người ta rap mà kiếm tiền được đi.
Bởi vì cái chất trong rap không phải là chuyện người ta kiếm tiền hay không. Và cái chất trong rap mà thằng nào cũng giữ cái chất như tụi em nói thì Việt Nam mình không bao giờ biết được rap. Tại vì sao? Tại vì mấy thằng Mỹ đen nó rap, nó lên sân khấu nó rap, lên tivi thì Việt Nam mà người ở thế giới mới biết được cái rap này. Ok? Còn nếu mà nó không có lên tivi nó rap như kiểu mà tụi em á, rap chơi cho vui á, khi nào tụi em mới biết được trên thế giới này có cái thể loại gọi là rap? Tụi em không bao giờ biết được. Bởi vậy mấy thằng Việt Nam tự biên tự diễn ra, tự nghĩ là rap chất là không có lên tivi, không có kiếm tiền. Chất ở đây là tụi em dám nói những cái gì mà tụi em nghĩ, chứ không phải nói để phục vụ cái người nghe. Tụi em dám chửi trên sân khấu, mấy thằng Mỹ Đen nó dám, nó lên sân khấu nó dám, bởi vì nó vẫn còn chất. Cho dù nó rap về gái đi nữa mà nó dám đưa những cái từ tục tiểu ra thì nó vẫn còn chất. Khi nào mà tụi em lên sân khấu em rap mà kiểu là em yêu anh rồi, ta chia tay rồi mình hết yêu đó, mấy cái kiểu như vậy đó mới là mất chất. Đang là một cái thằng rap gang chửi nhau cái lên sân khấu, em yêu anh yêu em, ta yêu nhau giờ ta xa nhau, đó mới là hết chất. Khi nào mà tụi em dám chửi thẳng ở trên sân khấu luôn đó, những cái từ mà tụi em hay dùng khi mà tụi em bước xuống sân khấu á, cái đó mới gọi là cái chất thực sự. Nếu mà trong lòng tụi em nói cái câu mà muốn rap này phát triển á thì phải lên được sân khấu, phải lên được tivi rap để cho nhiều người người ta thấy, người ta nghe thì cái rap Việt này nó mới tiến triển được. Nếu không có những thằng như Lady Killa hay là Karik lên sân khấu rap thì làm sao mà nhiều người biết được rap? Chắc lên mạng nghe ha. Được bao nhiêu người lên mạng nghe rap? Dân số Việt Nam tới 80 triệu dân. Được bao nhiêu người lên mạng nghe rap? Nếu mà không lên tivi, không có lên sân khấu thì làm sao người ta biết? Làm sao mà phát triển? Với em phát triển là gì? Với tụi em phát triển trong rap là gì? Nó cũng giống như ca hát. Muốn phát triển thì phải đưa rộng ra cho khán giả biết thì nó mới phát triển được. Muốn trở thành một rapper underground rất là dễ, nhưng mà nếu muốn bước lên sân khấu rap mà người ta trả tiền cho tụi em nó mới khó. Cái đó nó rất là khó. Tại vì bên hát thì người ta có thi The Voice, thi Vietnamese Idol đồ vậy để trở thành một ca sĩ. Nhưng bên rap không có những cái đó. Mấy cái chương trình mà freestyle của mấy tụi rapper underground nó tổ chức cho vui vậy thôi. Nó không có giúp các bạn đi kiếm tiền bằng cái đó được. Karik với B-Ray. Nếu mà chơi battle á thì anh biết B-Ray thắng. B-Ray, cái trình B-Ray rất là cao. Nhưng một cái điều mà Karik làm được B-Ray không bao giờ làm được, mà B-Ray chưa có làm được, là Karik lên được sân khấu, được người ta trả tiền mời lên TV. B-Ray chỉ đi rap mấy cái chỗ bình thường thôi. Bây giờ tụi em nghĩ tụi em chất, tụi em nghĩ đi vô showbiz dễ, thì tụi em thử đi tới mấy cái phòng trà hay là mấy cái chỗ club đồ đăng nỉ người ta cho em vô rap đi, cho em vô rap miễn phí xem người ta đã cho chưa, đừng có nói là trả tiền. Không có dễ đâu. Ok, cái loại rap mà trên sân khấu ở Việt Nam nó khó lắm, nó khó hơn ở nước ngoài. Nước ngoài người ta có thể nói những cái gì tự do được, người ta chửi hay là gì đó người ta thích nghe thì khán giả người ta chấp nhận, người ta thích nghe tại vì khán giả người ta quen như vậy rồi. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta không có được, chúng ta phải biết dùng cái từ ngữ gì đó làm cho chúng ta hạn chế đi rất là nhiều. Bởi vậy Karik làm được điều đó, Andri làm được điều đó, Binz làm được điều đó. Có thể người ta nghĩ trình của họ không có cao, nhưng đối với anh, họ là những người làm cho rap Việt này phát triển, chứ không phải là những cái thằng mà tự nghĩ mình là giỏi, tự nghĩ mình là hay. Có thằng đi bán nước mía, có thằng đi phụ hồ, có thằng đi dạy, có thằng đi bán online. Phải nghĩ giữa chừng nếu mà gia đình có trục trặc về kinh tế. Đấy, không bao giờ đi suốt đời được nếu không có dùng cái đam mê đó để kiếm tiền. Nếu cái đam mê đó không có giúp em kiếm tiền được, em không bao giờ đi được đến cuối cùng. Bây giờ em làm một cái nghề bình thường, nhà em không có giàu có, em đam mê rap, ok, không kiếm tiền được. Đến lúc em có vợ con, em không còn thời gian nữa. Lúc đó em lo mà đi kiếm tiền để mà nuôi vợ nuôi con. Đừng nói gì là rap. Được bao nhiêu thằng rapper thế hệ đầu tiên bây giờ còn rap là nghĩ đi kiếm tiền hết rồi. Còn mơ mộng nữa không?
anh cũng đã từng như tụi em. Mới tìm hiểu rap, nghe cái từ chất trong rap, rồi bắt đầu hùa theo chửi mấy cái thằng mất chất rồi, mất chất rồi. Mất chất là cái gì? Nhưng rồi khi chúng ta lớn lên một chút, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảm thấy tại sao chúng ta lại nghe theo những cái lời không có thực tế như vậy. Chúng ta đang sống ở một cái xã hội đồng tiền đang lên ngôi, mà những cái thằng đem rap để kiếm tiền được mà chúng ta lại chê nó, nó đi bám đít showbiz đồ này nọ. Tụi em rap hay cỡ nào đi nữa mà người khác nói, ủa một tháng mày làm bao nhiêu triệu? 3 triệu hay là 4? Tao không cần rap hay mà tao kiếm một tháng 10 triệu. Tụi em vẫn phải thua nó thôi. Tụi em rap hay mà tụi em chưa lo nổi cái bụng của tụi em nữa, làm đéo gì.